Kondo-san. Ngày xưa ngày xưa, ở một thị trấn xinh đẹp, bảy chú dê con sống hạnh phúc cùng với mẹ. Một ngày nọ, trời mưa nhiều đến nỗi các vũng nước xuất hiện ở khắp nơi. Khi trời tạnh mưa, các chú dê con muốn đi ra ngoài chơi. Mẹ ơi, mưa tạnh rồi, bọn con ra ngoài chơi nha. Ừ, được rồi, đi đi, nhưng tất cả các con phải mang giày đi mưa nhé. Bọn con đã mang rồi mẹ ơi. Hay quá. Tem này, chị có mang con khủng long đồ chơi đây, nó cũng thích chơi ở dưới nước lắm. Nhìn nè mọi người, chị vừa xây cái cầu tuột cho nó. Ước gì cái cầu tuột đủ to để tất cả chúng ta có thể trượt luôn. Chị nghe nói ở thành phố có một công viên nước lớn lắm. Phải, thầy từng bảo với em là có rất nhiều công viên nước rộng lớn và thú vị ở thành phố Dubai. Hay quá, chúng ta đi Dubai thôi. Mẹ cũng đang suy nghĩ về chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày ở Dubai đó, chắc sẽ vui lắm. Chưa hết đâu, tòa nhà cao nhất thế giới cũng ở Dubai đó mọi người. Nhưng mà em quên mất tên của nó rồi. Mau lên, chúng ta vào hỏi mẹ thôi. Mẹ ơi, chúng ta có thể đi Dubai được không vậy? Dubai à? Từ đâu các con có ý tưởng đó thế? Thành phố Dubai có công viên nước lớn nhất thế giới đó mẹ. Và tất cả bọn con thì rất thích được chơi ở dưới nước. Nơi đó cũng có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nhưng mà con vẫn không thể nhớ được tên của nó. Mẹ nghĩ là con đang nói đến Burj Khalifa. Chà, ý kiến đó cũng được đấy. Mẹ cũng thích công viên nước nữa. Hay quá. Trong lúc đó, tên sói đang giả dạng thành dê, lắng nghe họ nói chuyện từ bên ngoài cửa sổ. Vậy là các ngươi định đi Dubai hả? Bọn dê đáng ghét. Tất nhiên là ta sẽ phải đi rồi. Lần này ta chắc chắn sẽ thành công. Mọi người mất 2 ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày khởi hành đã đến, 7 chú dê con cùng mẹ lên đường đến Dubai. Các con, chúng ta sắp hạ cánh rồi. Sau đó ta sẽ để hành lý ở khách sạn và bắt đầu chuyến tham quan ngay nhé. Các con muốn đến đâu trước đây? Công viên nước. Được rồi, thế thì đi công viên nước. Hay quá. Họ xuống máy bay và di chuyển về khách sạn. Cả nhà chuẩn bị đồ đạc để đến công viên nước. Công viên nước ơi, chúng tôi đến đây. Tên sói xấu xa có thể sẽ lại đi theo chúng ta, nên mọi người phải cẩn thận. Chúng ta đến rồi các con. Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều thích công viên nước này. Chúng ta đi mua vé thôi. Tổng cộng là bao nhiêu người? 8 người. 2 người hãy vào cửa ở bên phải, những người còn lại thì đi cửa bên trái. Nơi này đông quá, chỉ có cách đó mới vào được hết. Trời ạ, được rồi, chúng ta gặp nhau ở trong kia nhé. Dạ thưa mẹ. Việc này thật dễ dàng, những con dê đó thật ngây thơ. Được rồi, chúng ta đi nào các bé dê. Để ta giúp các ngươi nha. Ngay lúc đó, cây nón của tên sói bị kẹt ở cửa, để lộ ra 2 chiếc tai dài của hắn. Dê mẹ nhìn thấy, liền xông đến, hút đầu vào tên sói. Tên sói lộn nhào trên không rồi rơi xuống một cái hồ. Ôi trời ơi, lại là nước nữa sao?
Ta ghét nước lắm. Điều đó đã dạy cho hắn ta một bài học, ít nhất là lúc này. Bây giờ các con cứ thoải mái vui chơi ở công viên nước. Đi nào. Vui quá. Vui quá. Vui quá. Nơi này sắp đóng cửa rồi, chúng ta hãy về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tham quan tòa nhà cao nhất thế giới. Họ quay trở về khách sạn. Sau khi ăn tối, cả nhà đều thấm mệt vì đã chơi đùa cả ngày, cho nên tất cả lên giường ngủ. Phải, là vậy đó. Thiệt, pin của ta sắp hết. Nhanh lên, tải ngay trò chơi xuống. Thế chỗ ta đi chứ. Chào buổi sáng các con yêu. Hôm nay chúng ta sẽ đến tòa nhà cao nhất thế giới. Các con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Mẹ ơi, tòa nhà Burj Khalifa cao bao nhiêu? Tòa nhà cao 829 mét, tức là tương đương với 2.717 feet. Cảm giác như đang nhìn xuống thế giới từ những tầng mây vậy. Wow, thật là tuyệt vời. Thật không thể tin nổi, nơi này cao thật. Chúng ta đến nơi rồi các con. Nơi này không có nước. Ta tự hỏi các người thoát khỏi tòa nhà chọc trời này bằng cách nào. Các người sẽ phải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Mẹ ơi, tòa nhà này cao ơi là cao luôn. Chắc là phải mất một thời gian mới lên được đó ha. Không đâu, con đừng lo. Bởi vì ở đây có thang máy nhanh nhất thế giới. Được rồi, bây giờ các con đã sẵn sàng lên đài quan sát chưa? Rồi ạ. Sau khi vui chơi ở trên đài cao, gia đình dê đang chuẩn bị đi xuống thì bị tên sói mặc đồ ngụy trang đứng chặn trước mặt dê mẹ. Dạ người, chiến thắng của hôm nay là cô đó nghe. Phải thưa cô, cô vừa mới thắng được 8 tấm vé ăn bữa tối ở sở thú. Thật ư? Chúng tôi hả? Thế thì thật tuyệt vời. Khi nào chúng ta đi được hả mẹ? Chúng ta có thể đi ngay. Thích không nào? Giờ thì hơi muộn rồi. Hay là ngày mai được không? Bởi vì chúng tôi không muốn gặp bão cát vào ban đêm đâu. Không đâu, thưa cô. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi. Được, vậy ta hãy về khách sạn trước để chuẩn bị một vài thứ, sau đó thì ta đến sở thú. Hay quá! Dê mẹ về khách sạn và lấy một vài thứ. Cô mang cả lều theo, phòng trường hợp phải ngủ lại đó. Chuyến đi đến sở thú rất vui. Tuy nhiên, tên sói xấu xa đang đưa họ đi càng ngày càng xa mà họ không hề nhận ra. Khi trời sập tối, tên sói đến chỗ dê mẹ để tiến hành kế hoạch. Trời đã tối rồi thưa cô. Cho nên chúng ta phải ở lại đây. Đường đi nguy hiểm lắm, nên ta không thể quay về được. Ôi không! Nhưng nếu anh đã nói thế, chúng ta phải mau chóng dựng lều thôi.
Chuyện này thật tuyệt. Tối nay ta sẽ có một bữa yến tiệc. Sau khi chắc chắn là nhà dê đã ngủ say, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhưng mà khi vừa ló đầu ra khỏi lều, một luồng gió mạnh thổi vào mặt hắn. Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Mặt ta dính đầy cát rồi. Không ai được ra khỏi lều, bão cát đã nổi lên rồi. Ngươi đang nói đến bão cát hả? Hãy chờ đến lúc ngươi thấy bão cát thật sự. Ngay khi tên sói bước ra khỏi lều, cơn bão cát càng mạnh lên và vùi lấp chiếc lều rách nát của hắn. Không, không, ta sắp thành công rồi mà. Khi cơn bão cát qua đi, dê mẹ ra khỏi lều và không nhìn thấy tên sói cũng như chiếc lều của hắn. Hướng dẫn viên đi đâu rồi? Anh ta đi rồi, nhưng xe vẫn còn ở đây. Thật kỳ lạ, chúng ta trở về khách sạn thôi các con. Chuyến phiêu lưu này đến đây là hết rồi. Dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé.